Chúa, xin người che chở cho con, cho tất cả. Xin người bắt đạn bom im tiếng, bắt những sự bắn giết ngừng lại. Làm sao bé nhỏ của con không bao giờ quên ơn người. Tất cả sẽ được sống khi nép mình với bóng Chúa. Này Chúa, con xin nguyện dưới chân người mãi mãi, được dâng nên người lòng thành vô bờ. Xin người che chở cho con, xin người trừng phạt những kẻ xúc phạm tới đức tin và đến bầy con chim hoang. Này Chúa lòng lành, lực lượng tiếp quản chưa tới kịp, chúng ta tạm thời làm nhiệm vụ này. Mình làm được không? Được. Mày thấy tao làm gì làm theo. Coi trong nhà không, mở cửa. Mẹ, đồ ác ôn ngoan cố, để tao cho một phát đạn, tao chịu mở không? Đừng có ẩu, đây là vùng đạo Công giáo, phải cẩn thận lắm. Tôi không biết đạo gì hết, chỉ biết họ theo ta hay theo địch, vậy thôi. Theo ai thì họ phải coi đã chứ. Mở cửa đi, đừng sợ. Sao lâu quá vậy? Dạ thưa mấy ông, tại vì ở trong nhà chỉ có mình tôi là đàn bà nên tôi sợ. Cô cứ cho chúng tôi vào nhà đi, có chuyện cần nói. Dạ. Cô giấu gì trong áo đó? Súng hả? Ra đây, ra đây. Tâm, đâu phải súng. Ai đây? Dạ. Ai mặc đồ ngụy đây? Dạ. Dạ thưa ông, chồng tôi. Lên tới chức thiếu tá này, chắc chồng cô giết nhiều việc cộng lắm. Anh ấy chết rồi. Xin lỗi, cô tên gì? Dạ, tôi tên Mai. Cô Mai à, chúng tôi không muốn ai phải chết thêm nữa. Cô vui lòng cho chúng tôi đóng quân ở ngôi nhà này. Những nhà khác cũng đều có bộ đội đóng quân hết. Các ông ở đây lâu không? Cái đó còn tùy ở lệnh cấp trên, chắc cũng không lâu đâu. Dạ. Các ông có cần gì không? Cô Mai à, tôi cần chút nước rửa mặt. Khoan đã. Nhà còn ai nữa không?
Dạ. Còn có ba tôi, mà không biết giờ này ông đi đâu. Mấy ông cũng vui thanh quá ha. Tí thôi, vô đi đi con. Làm vui thanh về. Em cũng vô đi con. Xin Chúa cho những tâm hồn tội nghiệp được lên thiên đàng. Xin Chúa phù hộ cho đứa bé, phù hộ cho chúng con. Lạy Chúa trên trời, vĩnh hằng sáng nguyên. Phải là lũ khóc thay và cần trả thù. Ai bắn đội em? Một thằng Việt Cộng. Cậu chắc không? Tôi thề điều đó trên cây thánh giá. Nguyệt, nếu gặp đứa bắn bà nội, em làm sao? Em sẽ giết. Vậy em cầm lấy. Đừng cản con. Em thề sẽ trả thù đi. Em thề. Không phải thề với tôi, mà thề với nội kìa. Tôi ơi, con thề sẽ trả thù. Dũng, Dũng, cậu làm sao vậy? Cái thằng làm như con gái về ngủ nhà chồng đêm đầu tiên. Cậu nằm mơ phải không? Tôi nằm mơ thấy bà già đó. Tôi như thấy rõ những viên đạn của mình bắn bà. Tôi thì tôi không mơ, nhưng tôi thấy rất rõ ba người của chúng ta đã chết vì những quả lựu đạn. Cả cậu, nếu lúc đó cậu không bắn thì bây giờ cậu cũng đã chết rồi. Đại đội trưởng, bà già ấy rất giống má tôi. Đúng rồi, bà ấy cũng giống má tao nữa. Nhưng má tao mày biết không, không trúng mấy viên đạn vào người mà trúng nguyên trái bom B-52 cùng với tất cả mấy đứa em của tao. Khổ quá. Nhưng thôi đừng nói nữa, có chắc gì mày bắn trúng đâu. Nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Chúng ta không chiến tranh với các bà già. Dũng, nghe đây, nếu phải bắn một người chết để những người khác được sống thì phải bắn. Vậy thôi. Ngày mai cậu viết bản tường trình lên quân pháp trung đoàn. Thôi, ngủ đi. Tôi không ngủ được. Vậy thì ra gác. Ra. Bác ơi. Bác. Hình như nhà bây giờ cổng tràn ngập rồi. Con nói như là Sài Gòn, muốn hay không cũng phải vô. Còn bà thằng Chúa còn chỉ mãi trong nhà. Ê, hình như có gì còn ngay cửa. Phải không con? Mắt bác em nhèm nhìn không rõ. Thiệt mà, dạng nó đen xì, chúng bị sa tăng lắm. Ừ, đừng nói vậy con. Bên nào cũng có người tốt người xấu. Con ở đây, bác vô coi chị mày từ sáng giờ sao. Bác để con đi còn nhỏ dễ chui. À, nè.
Ai đó? Đứng lại, đứng lại, đứng im. Dạ dạ, tôi xin lỗi, xin lỗi, ông tha cho. Buông ra. Dạ. Tôi xin lỗi. Buông ra. Ông tha cho. Buông ra. Ông ơi. Ba, ba. Tôi giết cậu. Ba ơi, tôi giết người. Không sao không ba. Bấm. Có chuyện gì vậy? Nó nằm tôi. Xin công tha cho. Đây là ba của tôi. Bác là chủ nhà này, sao bác không vô? Dạ, tôi ngại. Có ông đang ở trọng. Chúng tôi ở nhờ, chứ có chiếm nhà đâu. Nhẹ thôi mà. Nó đâm hay nó cào vậy? Hình như nó đâm á. Mà không thấy dao đâu hết. Tâm, bỏ cô ấy ra, nó dữ lắm. Dữ thì cũng là đứa con gái, có phải thằng lính đâu. Con bác hả? Dạ. Thôi, vào nhà rồi tính. Đi. Xin các ông tha cho. Nó là đứa con gái nhỏ dại biết gì. Bác là trùm sứ đạo này phải không? Dạ. Bác nên đi nói với bà con, cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn bình thường. Chúng tôi đánh giặc chứ không đánh vào ai nữa hết. Dạ. Thưa ông, còn những việc đi lễ cầu kinh thì sao? Vẫn tiếp tục chứ sao. Bác nghĩ chúng tôi là đám quân gì mà lại hỏi như vậy? Chúng tôi rất muốn được bác giúp đỡ. Bộ đội chưa rành các tập tục của sứ đạo, có gì nhờ bác chỉ giúp cho. Vậy bây giờ đã đến lúc cầu kinh, xin phép các ông cho cả nhà tôi được làm lễ. Bác cứ tự nhiên. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước lành cho cả gia đình con. Xin Chúa ban đến sự bình an cho những con chiên bé bồng. Xin Chúa xóa bỏ hết hận thù, hết những nỗi đau trong tâm can, trong thân xác. Xin Chúa ban phước, ban tình thương yêu đời đời cho những con chiên lầm lạc của Chúa, để cho mọi đau đớn càng lúc càng rời xa, cho sự an lành tới gần lại và giữ mãi mãi. Thôi để tao gác cho.
đó có phải là người giết bà nội con không? Con biết. Vậy thì con cũng không được rút con dao ấy ra. Phương Quang, Phương Quang, ổ biển còn ở trên hang. Ổ biển đang ướt vì trời mưa nặng hạt. Yêu cầu cho một cái dù đỏ. Phương Quang, Phương Quang, nghe rõ trả lời. Alo. Alo. Ma nó cầm hết rồi sao? Bọn mình làm gì bây giờ thưa đại quý? Tự thủ. Nhưng bằng cách nào thưa đại quý? Không liên lạc, không lương thực, mình dựa vào đâu đi chiến đấu? Dạ dạ. Sao đại quý nói giống Việt Cộng quá? Cái gì Việt Cộng hay thì mình học. Đại quý, đại quý, đại quý, cờ Việt Cộng hạ xuống rồi, có người đang hạ. Ý dân là ý Chúa, Maria Nguyệt. Trời phù hộ cho em. Mày muốn chết hả? Bắn mẹ đi. Nè, tại sao cháu làm vậy? Dạ, tại những lần trước thấy cờ này treo ở đâu thì pháo Mỹ bắn vào đó, chết nhiều người lắm. Nó còn nhỏ dại, các ông tha cho. Tự cháu tháo xuống hay ai biểu vậy? Tự cháu. Con gái chú bằng tuổi cháu, nó chết vì đạn pháo Mỹ. Mà khi ấy có cờ quạt gì treo đâu. Bắt nó mang lên treo lại. Đó, đó. Thôi, để tôi. Đưa cái súng cho tao. Cái kia kìa. Đi đại quý. Thank you.
Dạ thưa ông. Có chuyện gì vậy bác? Có chuyện gì vậy? Thưa ông, dân họ nói gì có các ông ở đây nên pháo nó bắn vô. Vậy là bác muốn chúng tôi đi? Bác theo tôi. Đảo của bác đã có bao nhiêu chiến sĩ của chúng tôi nằm xuống. Chúng tôi chỉ rút khỏi đây khi nào có thể mang tất cả những xương thịt này đi theo. Đã bị pháo kích mấy lần rồi hả bác? Làm sao tôi nhớ? Vợ tôi cũng chết vì đạn pháo. Nguyệt cũng may còn nhỏ. Ủa, vậy của Nguyệt là sao? Nguyệt không phải là con của tôi. Nó cùng bà má và bà nội trôi dạt vào xứ này hơn 10 năm trước. Sau khi má đã bị Mỹ giết chết,
thì ba nó cũng mất vì đạn pháo. Pháo Mỹ hay pháo Ngụy? Không, pháo Việt Cộng. Các ông bắn vào căn cứ Mỹ nhưng có vài trái bay lạc. Pháo của chúng tôi không? Chắc chưa. Dân tụi tôi dốt lát vì quân sự nhưng chết vì đạn của ai thì biết ngay thôi. Các ông đã bắn hàng trăm viên và những bay lạc là chuyện thường. Đúng, dù tôi không phải là người bắn nhưng cũng muốn gặp bà cụ để xin lỗi về chuyện đó. Bà cụ chết rồi, chết hôm các ông tấn công vào đây. Sao? Hả? Có phải bà lão đã ném lựu đạn vào chúng tôi không? Có chuyện đó nữa sao? Đúng, và chúng tôi đã mất 3 chiến sĩ. Lại Chúa. Rồi các ông đã bắn bà cụ. Vậy theo bác thì phải mấy người nữa chết chúng tôi mới có quyền bắn? Bà cụ suy nghĩ đơn giản, đạn Việt Cộng giết con trai bà thì bà bắn lại. Vậy con gái bà bị Mỹ giết thì sao? Căm thù thì phải đúng chỗ chứ. Chúa đã từng nói, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa báo nguyền rủa, trái lại hãy chúc phúc vì Chúa. Tại sao ông biết câu đó? Bác nghĩ rằng chúng tôi chỉ nhờ vào súng đạn mà đến được đây hay sao? Tôi hỏi câu này ông bỏ qua cho. Người giết bà cụ là ai vậy? Bác hỏi cho bác hay cho Nguyệt? Báo cáo đại đội trưởng, chúng tôi tóm được thằng này, chính nó chỉnh hướng cho pháo bắn. Dừng lại. Ngồi xuống, chúng ta không thể trả thù theo kiểu này được. Cô ơi, ta lên. Thôi được, giờ như vậy cũng không sao. Là sao? Quay, chạy là bắn liền đó. Lẹ lên. Đi đâu? Đi ra chỗ tắm. Đi. Nhanh lên, đi.
Đụng đồ lên. Bắn đi. Được. Thay đồ rồi sẽ bắn. Lẹ. Cái gì đó? Cô muốn gì? Trả dao cho tôi. Đây là dao để dùng đâm người ta thôi. Cô định đâm ai? Đâm Viet Cong. Thì tôi chính là Viet Cong đây. Đâm đi. Cô tưởng đâm người dễ lắm sao? Vô thay quần áo đi. Lần nữa đâm tay phải vừa thẳng vừa mạnh. Hay quá, chút xíu nữa là đại quý tiêu rồi. Không hay là tiêu rồi. Không sao, đại quý mình sẽ nha. Đỡ khác giỏi cái bọn Viet Cong ở dưới đó có lộn lắm không? Không, mà cũng có vài đứa dễ thương. Ừ? Kỳ vậy? Gì mà kỳ? Mày tưởng tụi nó ngu chắc? Về khoản lấy lòng dân, Viet Cong là thầy. Em mang đồ ăn cho bọn anh thế này, để tụi nó bắt được thì chết. Em chỉ sợ chết trước khi trả thù cho nội thôi. Được rồi, em về đi. Để trời tối, lỡ xảy ra chuyện gì. Em chưa muốn về, em muốn tập đâm dao nữa. Tập đi. Lại chua. Xin giải thoát cho những con chim vô tội khỏi nỗi thống khổ và những điều ác. Ba, chuyện gì vậy con? Vừa mới hôm qua còn gần đầy mà. Chắc chuột ăn. Chuột nào? Hình như con Nguyệt lấy mang cho đám lính ở trong rừng đó ba. Tao biết, nhưng tao khó xử quá. Để nó làm gì hoài, tao thấy không đúng. Mà bảo nó thôi, tao cũng chưa tìm được lời. Mấy ông có hỏi chồng mày đâu không? Dạ. Dạ có, con nói dối anh chết rồi. Ba, mà sao con thấy họ cũng chết nhiều quá. Con đi đâu đó? Dạ. Ai đánh em vậy? Không phải đánh, em tập đâm dao nên té. Con à, Viet Cong thì cũng có người tốt, người xấu. Dạ. Ai bắn bà nội, mình trả thù. Ai có lòng lành, mình cũng phải lành với người ta. Làm giết nhau hoài đâu phải là ý Chúa, ý mọi người. Mà bác biết ai bắn bà nội không? Không. Xem chừng mấy chú ở nhà ta đâu phải là loại đó. Nên năm 21 tuổi tôi đi giao quân đội, mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng chân bên vùng dừa tiếp thu,
dùng quán du bóng vừa mơ các nhà. Báo cáo, có tôi. Cậu hát bài gì vậy? Dạ thì bài em nghe đâu đó trên đài. Đài ta hay đài địch? Dạ đài... đài... mà em thấy nó cũng dễ thương. Dễ thương cái con khỉ? Đó là nhạc của mấy thằng lính ngụy, rõ chưa? Cấm hát, mà đã hát rồi thì phải chịu kỷ luật. Đi chẻ 100 ký củi cho nhà bếp ngay lập tức. Báo cáo. Rõ. Làm gì ở đó? Dạ em... em xem anh. Tôi là Việt Cộng. Tôi ăn thịt trẻ con. Ê, giỡn mà. Có chuyện gì đó? Anh định ăn em. Vậy thì ra đây, để tôi với nó cùng ăn. Đồng chí Dũng. Có tôi. Đồng chí phải chẻ thêm hai bó nữa, về hành động thiếu nghiêm túc trong công việc. Nhưng... rõ chưa? Rõ. Đây là của nhà em mà. Của các anh ở đằng kia kìa. Trời ơi, cô hại tôi rồi. Sao cô ác vậy? Tôi, cô đâm tôi, bây giờ cô lại còn muốn hành hạ tôi nữa. Ơi. Gì nữa? Đi đi. Em mang nước cho anh uống nè. Sao anh không uống nước? Cô để dưới đất thì cứ để đó. Nè, anh uống đi. Cô ngồi đi, cô đừng sợ, tốn ăn thịt đâu. Tại sao bữa trước cô đâm tôi? Ai biểu anh chỉ súng cho em? Tôi chỉ dọa.
Tôi chỉ muốn cô lượm đầu lên bận vô thôi mà. Vậy à? Đây là nước của kẻ địch, nhưng mà vẫn uống được. Sao anh biết? Đọc chữ thì biết thôi. Ủa, em không đọc được hả? Vậy sao đọc được Kinh Thánh? Kinh em học thuộc lòng. Trước kia ba má dạy. Chứ giờ không dạy nữa sao? Giờ ba má chết hết rồi. Vậy em không phải là con bắt trùm mà. Em đừng buồn, anh cũng như em thôi. Ủa, vậy là ba anh cũng bị Viet Cộng giết? Hả? Đâu có. Sao em nói kỳ vậy? Viet Cộng là bộ đội, đâu có bao giờ giết dân. Đứa nhỏ đã hay sao? Ây da. Trời ơi bà mẹ ơi. Ui da. Anh làm vậy đâu có được. Em có cách nào giỏi hơn thì nói coi. Ừ, tất nhiên là có chứ. Chờ em chút nha. Phải như vậy nè. Thôi nặng rồi anh. Nó nhầm gì? Chỗ này anh nhón một tay. Đi trước em đi sau, hai đứa lao nhau vượt khóc vượt. Mà anh á. Gì vậy? Nó nói nặng rồi, nó chất chất luôn quá. Tại em á. Tại anh á. Tại em á. Là mất công không? Công gì? Em vừa đi vừa nhúng vô. Đi nhúng là làm. Hai đứa định phá làng phá xóm hả? Bọn nó con nít mà ba. À, khóc đi. Lại cười đó. Rồi lại khóc đó. Em vừa lượm được cuốn sách này. Anh thử đọc giùm mấy tờ coi. À, đây là tiểu thuyết diễm tình, hay lắm.
Em nghe ha. Cô bé vừa đi vừa khóc trong buổi chiều màu đỏ hồng. Áo cô đẫm nước biển. Còn các dấu chân của cô thì tan thành những hạt thủy tinh lấp lánh. Một tay cô cầm con dao, tay kia cầm bình nước mát lạnh. Cô gặp một anh lính trẻ, nhà nghèo, đẹp trai, đang tập tễnh trên đường. Anh lính nói: cho tôi một ngụm nước. Cô bé nói: nếu anh uống một bình nước của tôi thì phải để tôi đâm một nhát. Hả? Sao? Đúng là sách viết vậy. Anh nói sai anh chết á. Sách gì đây? Báo cáo đại đội trưởng. Sách này do Nguyệt mang tới. Tôi đang giảng cho em biết sự nhảm nhí của nó. Cậu giỏi lắm. Để cậu giảng được tốt hơn, có lẽ cậu chẻ thêm hai gánh củi nữa. Cô bé vừa tham lam vừa độc ác kìa. Có biết ta là ai không? Ta là quỷ xà tân. Ta rất thích ăn thịt những đứa nào không biết chữ. Xí hùng. Ui cha trời ơi. Ui cha trời ơi. Em giết anh rồi. Anh sao vậy? Anh sắp chết. Nó cũng chết theo. Anh kiếm gì đó? Anh kiếm cái gì để sửa nó? Anh làm để tặng cho em mà. Em có dao đây. Ủa, em vẫn thủ nó trong người sao? Để làm gì vậy? Anh đừng có hỏi. Để em làm cho. Ui da, ui da. Anh đau hả? Đau chứ. Đó là da thịt chứ có phải là gỗ đâu. Có mệt thì nghỉ đi chị Mai. Ôi da. Để tôi. Làm ăn hồi này được không cô Mai? Dạ cũng đỡ. Chứ trước bom đạn ít thuyền ra biển lắm. Quê anh cũng ở gần biển à? Đâu có, xa lắm. Ủa, sao vậy? Cô Mai. Cô Mai, cô Mai ơi, ra tiếp tao. Cô Mai, ra tiếp tao tụi bay ơi. Sao đó? Thiên cá hả? Chắc con bị trúng gió rồi. Mày biết gì mà nói, con sắp xanh đó. Chết chà. Cô Mai. Rồi tới rồi. Trời cô Mai ơi, đợi làm sao bây giờ? Chút đi. Chị Mai, chuyện gì vậy chị Mai? Chị Mai. Sớm có bà mụ nào không? Bà mụ là bà gì? Trời ơi, là bà lo dư sinh đẻ đó. Con nhỏ này thiệt, có không? Hình như hồi đó có. Giờ mất tiêu rồi. Khi Dung nè. Mày, Thiên đi quân y trong đoàn, lấy giọng với đoàn ra đây. Đáng chút của mày. Đau quá.
Bác đâu? Bác ở nhà thờ. Anh ơi, đem mang giùm cái súng cho. Ây da, trời ơi, cái thằng khiên gà cũng sống mà đòi khiên người. Để tao, mày ra nhà thờ kêu bác đi. Ờ. Cậu khiên nhau đứng mẹ đại quý. Em muốn đâm tôi thì đâm đi, tôi không muốn giết chị em. Đi cổng tới đại quý. Thank you.
con gái anh. Vợ cũng chết rồi. Giữ cẩn thận, gửi lên phòng di dật sư đoàn. Dạ thưa ông chỉ huy, có chuyện gì vậy bác? Thưa ông chỉ huy, bà con muốn xin được kéo chuông nhà thờ để việc hành đạo được theo phép Chúa. Còn tôi muốn xin kéo chuông cho linh hồn của ông Mai. Dạ thưa, tại sao việc ấy phải xin phép? Bộ đội chưa khi nào ra lệnh cho chuông im tiếng cả. Vậy bây giờ bà con muốn chuông kêu là hoàn toàn do ý bà con. Mẹ, bụng đói dài chống cộng sau đây đại quý. Đói tại tụi bay có mắt như mù, bắn vào chị con Nguyệt làm sao nó mang gạo ra cho ăn. Mẹ kiếp, cả một sự nghiệp khôi phục quốc gia mà chỉ trông chờ vào một con nhỏ miệng còn hôi sữa, vậy là sao? Nó mà tới đây lần nữa, tao sẽ tóm cổ, bắt thằng già đem đồ ăn ra mới thả. Mày vừa nói cái gì? Trung sĩ nói đúng. Đại quý, tôi không quên vụ ông bắn vào chiếc hụ bữa trước đâu. Cầm, đứa nào bắn vào là bà trẻ con, tao sẽ bắn chết hết. Tụi mình không phải cướp, biết chưa? Vậy là cái mẹ gì? Chiến sĩ tự do à? Thằng nào muốn làm con thì cứ làm, bảo đi. Đứng lại, đứng lại. Anh em nghe tôi thà chết ở đây chứ không đi đâu hết. Mảnh đất này rơi vào tay cộng sản sẽ không có tự do, không có Chúa. Cái gì kêu ra đại quý? Tôi thì phải sống, còn đất nào đất quan trọng dính biệt đại quý. Đừng có ngu mà bắn trước đó. Đại quý thương em cũng muốn về nhà. Mình lấy gì sống đi đại quý? Lấy của Việt Cộng. Anh Dũng làm gì đó? Tôi đục tấm bia để cắm lên mộ anh Hiền. Bia khắc gì vậy anh? Khắc vài câu mình muốn nói với người chết thôi. Vậy anh khắc giùm em một tấm nghe. Trời đất, em còn sống mà. Không, khắc cho bà nội em. Bà nội mất khi nào? Mà chữ gì? Đã khắc là phải giữ nguyên đó nghe. Chữ con sẽ trả thù cho nội. Em còn nhỏ quá, hiểu gì những chữ ấy mà khắc. Mà trả thù ai? Anh đừng có hỏi, nếu anh không làm em sẽ không chơi với anh nữa đâu. Thôi được rồi, anh sẽ làm, anh sẽ khắc cho em.
đây là em. Đây là anh. Đây là anh. Còn đây mới là em nè. Wow. Con này đẹp quá. Chết thiệt uổng. Còn con này nhỏ quá. Biết gì mà chết, làm mà không có đứa đòi trả thù. Anh dại dột ngơ ngác như con chim mới từ dưới nước đi lên, vừa đói vừa khát. Em lù lù đi tới, vừa tham lam vừa độc ác. Mắt em trợn trừng, tay em vung lên để kiếm chuyện, lưng em vằn vện, ngón chân em thò ra những móng giọng quá. Anh vẫn như xưa, ống ả, bé nhỏ, mềm mại và thướt tha. Anh đâu biết em tới gần. Anh vẫn vừa bơi tung tăng, vừa hát. Kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Ây da, trời ơi. Ui, từ từ nhẹ nhẹ thôi. Tay anh chứ bộ cần cua hả? Cắt bớt đi. Cắt bằng gì? Ủa, em không đem dao thôi sao? Không. Anh làm xong cho em tấm bia rồi nè. Em cầm lấy đi. Chữ gì đây? Thì chữ em muốn anh khắc đó. Ai đó? Tôi đây mà. Bác, khuya rồi, bác ra đây làm gì? Từ ngày con Mai chết, tôi khó ngủ lắm. Thôi bác, tôi cũng cô muốn thôi. Tôi cứ an ủi là nó đang ở thiên đàng. Tôi cũng mong như vậy. Cái gì đây? Ai vậy bác? Một tranh thánh. Giữ cẩn thận, bao nhiêu lần bom đạn mà chưa tên nào mất đi. Trẻ đẹp quá. Thôi khuya rồi, bắt vào nghỉ đi. Tôi cần làm nốt cái đèn ngôi sao tới ngày Đức Chúa Giáng sinh. Dù thế nào thì đèn cũng phải thắp lên. Dạ. Em làm gì đó? Em sửa hình Đức Mẹ. Hôm trước pháo bắn bị hư. Anh tặng em nè. Đẹp quá.
ở đâu ra vậy? Anh làm đó. Được không? Đẹp lắm. Nhưng... Nhưng sao? Em chưa thấy cái thánh giá nào có gắn bông như vậy bao giờ. Vì em chỉ toàn thấy những thứ bán sẵn thôi mà. Để em đeo thử coi vừa không nghe. Quyệt, khuya rồi ngủ đi con. Dạ. Sao anh không viết chữ gì với hình đó? À, anh định viết à, đây là con bé vừa đẹp vừa ngoan. Xạo. Có người nói em giữ như cọp. Mà em chưa nhìn thấy cọp bao giờ. Ai cũng bảo anh hiền như thỏ nữa. Mà em có thấy thỏ chưa? Hả? Cái này. Em biến thành sói. Sói ăn thịt thỏ cho coi. Đứng lại. Qua bên kia. Dũng. Quyết. Dũng ơi. Dũng ơi. Nằm xuống. Thử coi. Hết trời. Chúng nó bỏ đây đi được mấy hôm rồi. Tìm đi. Có gì không? Có gì không? Chỉ cần tóm được một thằng, hỏi sẽ ra hết. Khỏi hỏi, ta sẽ bắn trước. Tìm nữa đi, không tìm thấy, không trở về. Đúng rồi. Nè, có chân mình đó. Qua bên đây tụi bay ơi. Tiếp đi. Đó, đó, đây nè, lên đi. Ờ, bên kia kìa. Bác ơi, bác ơi, bác.
trước khi chết, ông chỉ huy có nói với bác về mối thù của con. Ông có nói là ai bắn bà nội không? Không, mà bác cũng đâu có hỏi. Nhưng con à, bà nội cũng làm họ chết đông lắm. Bà nội đâu biết bắn. Thì con có biết bắn đâu mà vẫn muốn trả thù. Nguyệt con à, đưa dao găm cho bác. Dao con dứt đi rồi, dứt hôm chị Mai chết. Lại chua. Nhưng con đã nhờ anh Dũng khắc tấm bia để lên mộ bà nội. Anh ấy nói đã khắc vô đó rồi là không thay đổi được. Con cắm bia rồi à? Dạ chưa. Vậy mà bác coi. Dạ đây bác. Cái này con nói Dũng làm hay anh ấy tự ý? Dạ con nói chứ. Con dặn khắc là con sẽ trả thù cho nội mà. Đi kiếm Dũng về đây cho bác. Dạ. Nhưng bác sao vậy bác? Đâu có gì. Nhưng từ hôm qua chủ nhà thờ chẳng biết tại sao không kêu nữa. Thôi đi lẹ con. Dạ. Xuất phát từ đây, chúng ta đi thẳng lên, dọc theo cánh rừng, băng qua, lên tới đây. Nhưng đồng chí nhớ, ở đây là địch đóng. Chúng ta phải cẩn thận. Còn xuống tới đây, chúng ta băng qua một con sông. Con sông này hơi lớn, cũng hơi khó. Anh Dũng ơi. Cô kiếm thằng Dũng nào vậy? Dạ. Dũng ở tiểu đội 3, biểu cô về đi. Nó chết rồi. Anh nói gì? Dũng mới gặp em sáng nãy mà. Thì nó cũng mới bị trúng mìn với tụi tôi, sắp khiên về bây giờ. Mà cô là gì với nó vậy? Đây là thằng Dũng già, chắc em kiếm thằng Dũng trẻ hơn. Nó kia kìa. Chưa kể đọc từ trái qua hay từ phải qua. Ủa? Anh lại xạo em nữa rồi. Ghét. Mình đi tắm biển ha. Em chưa tắm với con trai bao giờ. Thì anh cũng chưa tắm với con gái bao giờ. Thôi mình đi. Chào anh Trúc.
Ôi anh cũng lấy tới thời đấy chứ. Anh chỉ lo cho em thôi. Em chết đấy. Làm người ta hết hồn rồi. Nếu em té chỗ sâu thiệt, anh có nhảy xuống cứu em không? Có nhảy, nhưng không cứu, mà chết theo. Tại vì anh không biết lỗi. Anh đi về phía nào? Anh chưa biết. Nhưng hãy có tiếng chuông nhà thờ ở đâu là anh biết em ở đó. Em gửi thư cho anh nha. Em không biết chữ anh quên sao? Vậy khi nào em muốn nhắn tin cho anh, em đánh một tiếng chuông nha. Chuông không kêu nữa từ mấy đêm nay, cũng không biết tại sao. Lại đó đi em. Lại. Thang nhà thờ bị hư hả? Nhà thờ đang sửa. Đây chắc là của mấy ông thợ quét vôi đó. Để anh lên coi. Anh không sợ hả? Sợ cái gì? Trên ấy cùng lắm có mấy con chim. Đừng có lo mà. Anh Dũng. Ừ? Nếu sửa được thì đánh lên mấy tiếng chuông nghe. Tất nhiên rồi. Nhớ nghe. Được mà. Coi chừng. Cẩn thận. Coi chừng. Anh Dũng, nắm chặt vô. Coi chừng đó. Bước vô. Tao rất mừng lại đúng là mày. Anh Dũng. Anh Dũng ơi, anh Dũng. Biết nó là ai không? Biết. Chính thằng Viet Cong này, nó đã bắn chết bà nội em. Cầm lấy.
cầm được. Đưa xuống đây. Nhưng em không biết bắn. Biết. Tôi ơi!